Chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về hai đôi loa Tang Noi, một trong những thương hiệu audio nổi tiếng đã gắn liền với những dòng loa high end. Và đầu tiên đây là cặp loa Tang Noi Mercury M2 và là một dòng loa Bookshelf với thiết kế rất là độc đáo nha anh em. Bao gồm là một loa bass là 16,5cm và một loa chép là 2,5cm. Loa nó sẽ có thiết kế là màu gỗ đen nha. Tôi sẽ mở lưới nó ra đây. Tang Noi và công suất của nó là 120W, dải tần từ 48Hz cho tới 20kHz, độ nhạy là 88dB, trở kháng là 8 ohm. Về kích thước của loa là chiều ngang 203mm, chiều cao 380mm và chiều sâu của nó là 270mm, trọng lượng là 6,2kg một loa, góc cạnh còn tương đối đẹp nha. Có thiết kế lỗ thông hơi phía sau. Tang Noi Mercury M2 Made in Euro nha. 107D, 106D, số series liền kề luôn. Rồi, những cái dòng này thì nó sẽ cho chúng ta chất âm rất là mềm mại và sáng tiếng nha. Chơi nhạc vàng cực hay luôn. Rồi, với cặp loa Bookshelf Tang Noi Mercury M2 đẹp long lanh hoạt động hoàn hảo thì em sẽ bán với giá là 3.400.000. Và cái cặp lưới của nó cũng còn rất là đẹp nha. Này, khung lưới bằng nhựa vệ sinh là ok hết luôn nha. Rồi tiếp theo nữa là cặp loa cột đến từ hãng Tang Noi luôn. Tang Noi Mercury M4 nha. Dòng loa cột. Lưới của nó đây. Mặt trước của nó thì thiết kế là vân gỗ màu vàng nha, khá là đẹp. Rồi dòng này thì nó sẽ cấu tạo là hai loa bass 16,5cm và một loa chép là 2,5cm, chất âm là cực kỳ mềm và sáng nha, đánh khá là lực. Thiết kế một cái lỗ thông hơi ở phía trước này, Tang Noi. Cái này thì trưng bày khá là đẹp nha. Công suất là 100W, dải tần từ 32Hz cho tới 20kHz, độ nhạy khá cao 91dB, trở kháng loa là 8 ohm, chiều ngang của loa là 203mm và chiều cao lên tới là 850mm, chiều sâu là 270mm. Các tiếng loa rất là đẹp, viền cao su nha, này là viền zin theo loa luôn, viền này là rất là bền nha, xung quanh đẹp hết luôn. Mercury M4 Made in Euro, số series của nó là 216D, 215D, số series liền kề luôn nha. Rồi cặp này thì vệ sinh nữa là đẹp keng luôn. Nó hở góc này chút xíu nha, hở si nha. Rồi với đôi loa cột đến từ hãng Tang Noi Mercury M4 và đôi loa này thì em sẽ bán với giá là 5.600.000 đồng, một cái giá siêu tốt luôn để cho anh em sở hữu một đôi loa đến từ thương hiệu audio cao cấp nha. Và như vậy là em đã giới thiệu với anh em hai cặp loa, một cặp loa Bookshelf Mercury M2 và một cặp loa cột Mercury M4 nha. Anh em có thể sử dụng để chung cả cặp để nghe nhạc trong bộ dàn cũng khá là hay, vừa chơi hay vừa trưng bày đẹp nha. Chất âm của những cái đôi loa này thì rất là nổi tiếng và đã được anh em đánh giá rất là cao về chất âm của những cái dòng loa Tang Noi nha. Tất cả đều nguyên zin và hoạt động tốt mọi chức năng nha. Rồi anh em mua hàng vui lòng liên hệ với số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.